Tối ngày 11 tháng 5, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm nhà dân, thiệt hại ban đầu ước tính rất lớn. Cơn lốc kéo dài khoảng 25 phút, quét qua các thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Trường và Hòa Sơn, xã Hương Xuân. Gió trong lốc thổi mạnh khiến ngói và tấm lợp xi măng của nhà dân bị thổi bay hoặc văng xuống đất khiến vỡ vụn, khiến 133 căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị hư hại. Ông Lê Quang Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hương Khê cho biết, do ảnh hưởng của lốc xoáy, một số cột điện ở huyện Hương Khê bị đổ, dây đứt, nhiều diện tích lúa, ngô và lạc gần đến thời kỳ thu hoạch tại các xã Hương Xuân, Hương Long, Phú Gia, Phú Phong và Hương Thủy bị hư hại nặng. Xã Hương Xuân năm nào cũng xảy ra lốc xoáy, phá hoại nhiều tài sản của người dân trên địa bàn. Nhà chức trách địa phương đang huy động lực lượng giúp người dân ở xã Hương Xuân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, thống kê thiệt hại.